Vì sao ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ khỏi đảng? Ngày 7 tháng 3 năm 2019, tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, đồng thời là một nhà nghiên cứu Hoàng Sa và Trường Sa, đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Sơn đã viết các bài xa sự thật, không đúng với quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên mạng xã hội Facebook. Vì vậy, vi phạm điều 3, 4, Quy định số 47 Quy đề TVK ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về những điều đảng viên không được làm. Ngày 9 tháng 3, ông Sơn viết đơn xin nghỉ việc ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng. Khi tường thuật vụ việc này, báo chí chính thống không chỉ rõ ông Sơn bị khai trừ vì những bài viết cụ thể nào. Nhân đó, RFA đã đưa ra một phỏng đoán thiếu căn cứ rằng ông Sơn bị khai trừ vì những nghiên cứu khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hoặc vì ông chỉ trích nhà nước Việt Nam, không đứng lên công khai chống Trung Quốc. Nhiều gương mặt chống đối nhanh chóng hùa theo RFA khi viết rằng ông Sơn bị khai trừ khỏi đảng chỉ vì viết lên Facebook rằng Hoàng Sa là của Việt Nam. Và việc này cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam đang bán nước cho Trung Quốc. Số khác viết rằng đảng đã khai trừ hết những người có tài đức như Chu Hảo và Sơn hoặc viết lời chào mừng ông Sơn về với nhân dân. Ngày 10 tháng 3, ông Trần Đức Anh Sơn viết bài giải thích lý do mình bị khai trừ đảng. Theo đó, ông có 3 bài viết được cho là vi phạm. Trong bài thứ nhất, ông viết Bộ trưởng Phùng Xuân Nhã là con ruồi chứ không phải con người. Trong bài viết thứ hai, ông gọi bài viết Chiêu thức chống phá mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trên báo công an nhân dân là tận cùng trơ trẽn. Trong bài thứ ba, ông chia sẻ một bức tranh biếm họa về việc tụ tập đông người trong ngày lễ độc lập. Như vậy, Ba giải trình của ông Sơn cho thấy RFA và các nhà dân chủ hùa theo đã đưa ra một phỏng đoán sai sự thật. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đi ra ba nhận xét. Thứ nhất, theo chúng tôi thấy, thì ba bài viết của ông Trần Đức Anh Sơn quả thức không phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và với quy định số 47 quy đề TVK ngày 1 tháng 1 năm 2011. Như vậy, việc ông Sơn bị kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ là điều bình thường phù hợp với điều lệ của tổ chức. Trong bài viết, ông Sơn cũng khẳng định rằng ông đồng ý với quyết định kỷ luật này. Như vậy, giới dân chủ không có lý do gì để công kích quyết định như họ đang làm. Thật đáng ngạc nhiên, khi họ vừa tuyên bố chống Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa muốn can thiệp vào một quyết định nội bộ của Đảng. Thứ hai, RFA và các nhà dân chủ hùa theo đã đưa tin sai sự thật về lý do Đảng kỷ luật ông Sơn nhằm kích động đám đông chừng nào còn giữ lỗ đưa tin này họ không có tư cách công kích các hoạt động tuyên truyền trên báo chí chính thống